Trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay vào lúc 1 giờ sáng thứ tư ngày 1 tây tháng 7 2020 thì tin tức và báo chí cũng như tin tức từ chính quyền Seattle cho biết rằng họ sẽ cảnh sát để mà giải tán khu Chas, tức là Cộng hòa Nhân dân Tự trị, thưa quý vị. Thì được biết cách đây 2 tuần là những người biểu tình đã nổi lên và chiếm một cái đồn cảnh sát cùng với lại 6 block đường thành lập Chas và sau đó đổi thành Chop. Thì trong 2 tuần đó đã có những vụ nổ súng, đã có án mạng và chúng ta biết rằng tuy hình thức thì giống như công xã, nhưng mà cha chung không ai khóc hết. 6 block đường hoàn toàn không ai làm vệ sinh, coi như là ăn dơ ở giấy, xả rác bừa bãi, phóng uế bừa bãi. Nó thành trở thành một cái khu tồi tệ. Mặc dù bà thị trưởng thành phố tuyên bố với báo chí rằng bà mong cho nó trở thành một cái phố đi bộ gọi là Party of Love, tức là tiệc tùng tình yêu. Xin thưa là nghe là nó hấp dẫn quá. Giới trẻ trẻ 18 tới 35 ào ạt vào đấy. Hóa ra thì cũng chẳng có gì hết. Chỉ có những cái tiệm ăn hoặc là những cái quán ăn. Ngoài ra thì có một số bàn được dựng lên và phát thực phẩm miễn phí. Thực phẩm này thì được mua từ các vùng xung quanh hoặc là của các nhà tài trợ đem tới. Với khẩu hiệu thích thì lấy, ai có thì cho, thưa quý vị. Rất hấp dẫn. Coi như thích thì mình cứ lấy mình ăn. Còn ở nhà mình có cái gì đó hoặc là mình quen biết mua được thì mình đem tới để lên bàn. Thì nó có một cái dãy bàn như vậy. Thì nó gần giống như là hợp tác xã phát miễn phí. Nhưng mà trên đời này làm gì có cái gì mà nó miễn phí mãi mãi được, thưa quý vị. Cho nên, và cái số người nó càng lúc càng đông. Cho nên cái nhu cầu mà cần ăn uống thì nó quá lớn. Nhu cầu để mà phục vụ thì nó quá thấp, thưa quý vị. Nó không có một cái hệ thống nào hết. Nó không thể là tự cung tự cấp được. Nó không có vườn tược, không hái trái được, không trồng cây ăn trái được. Hoàn toàn là những sản phẩm công nghiệp, đồ hộp hay là những cái món ăn nó được nấu sẵn. Và cái số người, tức là tạm gọi là cư dân của cái công xã này, nó là một con số bất thường. Hôm thì nó ít người, hôm thì nó đông người, nó không có một con số nhất định. Đâm ra là những cái bàn mà gọi là hợp tác xã, tiếng Mỹ nó gọi là co-op, thưa quý vị. Nó đề là no cop, co-op, tức là không có cảnh sát và có hợp tác xã. Thì ai thích thì cứ tới lấy ăn, đồ ăn thì xin thưa là thuộc loại là năm cha bảy mẹ. Không bữa nào giống bữa nào, không món ăn nào giống món ăn nào hết. Hôm thì có chuối, bữa thì có táo, hôm thì có da ua, hôm thì có thịt, hôm thì không có thịt, hôm thì có gà nướng. Một cái thứ lung tung xèn. Hôm thì không có đồ ăn, tại đồ ăn người ta cho ít quá, mà số người xếp hàng nó nhiều quá. Đâm ra là phẫn nộ. Rồi có những vụ đánh đập. Cái lý do là vùng tự trị hay là vùng ly khai, cho nên về lý thuyết không công nhận hiến pháp Hoa Kỳ, về lý thuyết không công nhận là lãnh thổ của Hoa Kỳ, về lý thuyết là không công nhận lá cờ của Hoa Kỳ. Nói chung là chính xác là vô chính phủ, không có chính phủ nào ở đây hết, kể cả chính phủ địa phương, không có chính quyền. Cho nên mạnh ai muốn làm gì làm, mạnh ai muốn thích gì làm nấy, mạnh ai muốn ca hát thì cứ ca hát,
Mạnh ai muốn ngồi chuyện trò thì cứ chuyện trò. Mạnh ai muốn đi lòng vòng thì cứ đi lòng vòng. Nói chung là thật sự là những giây phút tự do và kinh hoàng. Kinh hoàng ở đây là có những vụ gây sự, những vụ mà gây hấn với nhau và thậm chí là đập lộn lẫn nhau nữa. Tại vì tự do thứ vị, người ta ghét mình, người ta thấy ngứa mắt là súng nhau tới đập trời. Có những vụ như vậy, đâm ra là một cái vùng nó vô phèn, vô chính phủ của những người anarchist, vô chính phủ, hoàn toàn tự do. Nhưng mà đôi khi cái tự do quá trớn nó không đem lại kết quả gì cả, ngoài cái chuyện tụ tập rồi không biết làm gì hết. Không có một cái cơ quan chính quyền, không có một cái hệ thống công nghiệp, không có một cái hệ thống nông nghiệp, cũng không biết ăn lông ở lỗ làm sao đây. Cây cối xung quanh thì cũng không có trái để mà hái, cũng chẳng có con thú nào để mà đập bắt xé thịt ra đem nướng ăn nữa. Hoàn toàn là một cuộc sống công nghiệp trên một đất nước công nghiệp. Bây giờ muốn thử nghiệm một cái vùng công xã hoang dã, tự do tự trị, ly khai, nhưng mà đã thất bại rồi. Cái chuyện này thì ai cũng có thể biết trước được. Nhưng mà chính quyền ông Donald Trump cũng kiên nhẫn, nghe theo lời của bà thị trưởng đảng Dân Chủ, nghe theo lời của thống đốc đảng Dân Chủ. Tại vì anh em muốn dẹp thì dẹp cái một thôi quý vị, nhưng mà không không động binh. Thì sau 2 tuần mệt mỏi thì cuối cùng là phần đông cái nhóm biểu tình, cái nhóm mà gọi là cư dân của vùng ly khai này đã rút bỏ đi trước khi cảnh sát tới. Và chúng tôi được biết là vào lúc 1 giờ sáng thì cảnh sát đi tuần tra dẹp bỏ các đồ vật chướng ngại vật, và cuối cùng là bắt được 23 người. Thì lúc mà cảnh sát vào thì cũng có một số xe của người biểu tình chạy loạn xạ để mà bấm kèn inh ỏi mục đích gây rối, nhưng mà cuối cùng rồi cũng giải tán, tại vì lực lượng cảnh sát đông hơn và những người biểu tình rút đi họ cũng không muốn đối đầu với cảnh sát, không muốn bị ở tù oan uổng. Thành ra là cái câu chuyện Just Stop tới đây nó kết thúc khá êm đẹp, coi như là cũng có án mạng, cũng có chết, cũng có tự do, cũng có muốn làm gì làm, nhưng mà không đi tới đâu hết. Có thể là khó có thể nhân rộng ra những nơi khác ở Hoa Kỳ nếu mà những cái khu công xã hay là những cái khu ly khai tự trị mà nằm trong thành phố thì nó sẽ thất bại. Cái câu chuyện này thất bại thì nó đã xảy ra từ thời công xã Paris, quý vị. Từ cái thời xa xưa là nó đã không có thể hình thành được mấy cái khu nào như vậy hết. Trong lịch sử loài người thời nguyên thủy thì có những cái xã hội công xã như vậy, nhưng mà con người càng lúc càng tiến tới tiến bộ văn minh thì bây giờ nó khó trở lại cái thời kỳ săn bắn hái lượm, ngủ trong hang trong hốc, sống ngày nay mà không biết ngày mai như thế nào, không có một cái phương tiện gì hết, không có đồng hồ, không có tivi, không có radio, quý vị đứng ra trước cửa hang nhìn lên trời, trời ơi đất hỡi, không biết là ngày mai mưa hay nắng, đại khái là đoán mò. Đi đâu thì cũng đi bộ chẳng hạn như vậy. Nước thì cũng không có nước trong bình, không có nước lọc, không có nước sôi gì hết, uống nước suối, nước sông thì quá khổ. Một cái nền văn minh mà nó thụt lùi đi mấy ngàn năm. Tuy nhiên về lý thuyết gia thì người ta nghĩ là cũng nên thử. Con người nó tò mò lắm, con người là một cái động vật quái âm lắm, đôi khi nó chỉ muốn đi ngược, nó đi ngược cái trào lưu của thế giới. Thì cũng có những người như vậy, những người vô chính phủ đi giao thử cho họ một cái vùng,
Nhưng mà cuối cùng họ cũng chẳng điều hành được cái gì hết. Tại vì cũng không có tiền tệ, cũng không có thị trường, cũng không có chỗ buôn bán, không có cái gì hết. Cuối cùng là mệt mỏi quá, rồi lại đâm chém nhau, đánh nhau loạn xạ, cũng chẳng thể nào mà ở yên ổn trong cái khu đó. Rồi tiếp theo là những người buôn bán, những thương gia, những cửa hàng trong khu vực bực bội là lại phải đâm đơn đi thưa. Đi thưa thì thưa cái đám biểu tình này không được, họ đưa thưa không được, tại nó vô chính phủ mà. Thì phải thưa bà thị trưởng, nắm kẻ có tóc, đâu có ai nắm kẻ chọc đầu, cho nên thưa ngay bà thị trưởng, nói rằng là vì những cái quyết định của bà làm ảnh hưởng đến chúng tôi, cho nên chúng tôi phải thưa, đơn giản vậy thôi, và chúng tôi đã thiệt hại bao nhiêu tiền như vậy, trước khi mà có cái khu trà shop này thì mỗi tháng chúng tôi được bao nhiêu tiền, mỗi tuần chúng tôi được bao nhiêu tiền, bây giờ mấy tuần lễ này bị thất thu thì bà phải đền cho chúng tôi, đơn giản vậy thôi, không có gì khó hiểu hết. Thì bà thị trưởng có lẽ đổi ý và hội luận với lại bên phía cảnh sát, thì đã ra thông cáo là 1 giờ sáng ngày 1 tây tháng 7 họ sẽ đi dẹp. Thì chỉ vậy thôi thưa quý vị. Có những tin tức đồn đoán khác như là sẽ đối đầu với lại lực lượng lái xe mô tô, rồi đối đầu với những lực lượng đi xe đạp chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chắc lẽ câu chuyện nó trở thành tin giả rồi, tại vì bây giờ những cái lực lượng nó chưa thấy đâu hết, và họ còn hẹn nhau là 4 tây tháng 7 nữa, mà bây giờ 1 tây tháng 7 đã dẹp xong rồi, thành ra là những cái cuộc cách mạng nẹt bô chạy xe mô tô lòng vòng chắc là vô tích sự. Thì đó là câu chuyện Just Stop của thành phố Seattle, thì cũng là một cái câu chuyện để nói vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 2020. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt, xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.